Thì nó sử dụng cái bộ này nó đo để nó đưa về con này. Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cái hệ thống BMS trong thực tế nó như thế nào. Thì đây là một trong những cái tủ điều khiển, một trong những cái tủ của hệ thống BMS. Thì đầu tiên chúng ta phải nói là cái thành phần của nó, đó chính là khi mà ở trên các cái server ấy thì nó sử dụng các cái máy tính, thì cái đó thì ai cũng biết rồi. Thế còn đây là các cái thiết bị ở phần bên dưới này, thì sau các cái hệ thống máy tính đó thì nó sẽ là một cái thiết bị quản lý cấp trường, tức là một cái thiết bị như thế này. Nó sẽ quản lý thông qua các cái giao thức như là LON này, RS232 này, đó. Rồi 485 này. Đó, các cái chuẩn kết nối để nó quản lý các cái con nhỏ hơn. Thì đây chính là cái con quản lý cấp vùng các bạn nhá. Thì nó giống như là các cái ủy ban quận đấy, nếu mà nói nôm na về hành chính nó như thế. Thì cái này nó sẽ quản lý những cái con ở bên dưới như thế này. Đấy, thông qua các cái giao thức truyền thông. Đấy, thì như con này là Lon Quốc đó. Thì nó sẽ quản lý những cái con như này. Mỗi một cái con như này thì nó sẽ có một cái địa chỉ, một con địa chỉ khác biệt để nó phân biệt giữa các con này với nhau. Thì cái con quản lý cấp vùng kia nó sẽ quản lý bằng các cái địa chỉ đó. Đấy, thì khi con nào nó tác động ở cái địa chỉ nào thì nó sẽ gửi về cái bộ quản lý cấp vùng đó. Đó. Thì còn lại thì các cái thiết bị mà DDC như này, Digital Direct Control như này, nó sẽ điều khiển trực tiếp đến các cái thiết bị ngoại vi. Ví dụ như là nó sử dụng các cái tiếp điểm là DO, đúng không ạ? Tức DO của thằng này để đóng cho các cái DI của các cái thiết bị mà nó điều khiển. Ví dụ như biến tần, ví dụ như là đóng công tắc tơ để chạy một thiết bị nào đó, thì nó sử dụng các cái chân DO, đúng không ạ? Để chạy. Đấy, thế còn nó cũng ngay trên con này nó được lập trình là khi mà nó nhận các tín hiệu về thì nó ở các cái chân đa chức năng ở dưới này. Đấy, ví dụ đây là cái chân đa chức năng ở dưới, đúng không ạ? Thì ví dụ như là van mở bao nhiêu phần trăm, hoặc là van được set để mở bao nhiêu phần trăm, thì đây ví dụ như là con này nó chẳng hạn nó cái sử dụng cái chân ao của nó, đúng không ạ? Như là ao chẳng hạn, hay là các cái chân mà đa chức năng ấy để nó xuất ra cái tín hiệu. Có thể là set up cho một cái van nó mở bao nhiêu phần trăm, thì hay là cái trạng thái của van nó đưa về bao nhiêu phần trăm thì nó sử dụng cái chân AI, analog input đó. Thì đấy là về phần cái tủ và một số các cái trạng thái đưa về. Thì có thể nó sử dụng các cái con gọi là bộ đo trạng thái như này. Thì bộ đo trạng thái này thì ví dụ như là một cái thiết bị nó chạy thì nó sẽ đóng cái tiếp điểm khô, nó gửi về bên này, hai cái chân này nó sẽ chập vào nhau, thì nó sử dụng cái bộ này nó đo để nó đưa về con này, nó biết là cái chân nào thì đang đóng, và từ đó nó đưa ra cái trạng thái ở trên máy tính là cái thiết bị nào đang được active, đang được chạy. Thì đó là phần cái tủ. Đấy, và ngoài ra thì với các tủ BMS thì người ta sử dụng một số cái hàng relay. Đấy, relay trung gian ở dưới như thế này các bạn này. Đó, để đóng cho các cái van, rồi đóng cho các cái mà cần phải sử dụng cái tiếp điểm khô từ đây, thì, mà nó sử dụng cái dòng cao hơn là các cái dòng trực tiếp đóng từ đây. Đó, thì đấy là về cái tủ. Thì nó gồm có những cái thiết bị như vậy và cái cách nó quản lý như vậy. Và từ các con này đó,
thì nó sẽ được kết nối với các cái thiết bị, ví dụ như là ADU như bên này. Đấy, các bạn thấy ADU như bên này thì chẳng hạn như là nó quản lý đến các cái đầu báo như này, hay là các cái cảm biến áp suất gắn trên thân như này, rồi cảm biến nhiệt độ đó, gắn ở trên các cái đường ống đó, thì nó sẽ có các cái cảm biến nhiệt độ. Đấy, và thêm nữa là điều khiển cho các cái van. Đấy, các bạn nhìn thấy van điện tử này đó, thì nó sẽ sử dụng các cái lệnh AI hay AO. Mục đích cuối cùng là để điều khiển những cái con này. Và trên máy tính nó sẽ kết nối được tới các cái bộ đó, và nó sẽ hiểu được là cái trạng thái này, rồi hiểu được cái lệnh xuất ra, rồi hiểu được những cái AI, AO hay là các cái tín hiệu số mà từ các cái thiết bị ngoại vi đó nó đưa vào. Thì đó, thì trên đó là các cái thiết bị ngoại vi, và nó cũng đưa về đây các bạn nhá, đưa hết vào đây. Thì từ đây đó, nó đo được hay là đếm được, thì nó sẽ sử dụng cái truyền thông nó đưa ở bên này. Thì có thể một số cái đơn vị người ta sử dụng cái này nó giống như các cái bộ POC chẳng hạn. Nó bộ POC này sẽ có khả năng kết nối được Internet tới những cái bộ mà quản lý cấp vùng như này, rồi nó đưa về máy tính. Đấy, thì nó qua mấy cấp như vậy, thì mỗi một con này nó sẽ quản lý được các cái con dưới này, và máy tính thì nó sẽ quản lý nhiều các cái con này đó. Thì đấy là về cái thực tế của một cái hệ thống BMS. Thực ra thì trong một video nói thì nó chỉ sơ sơ được như vậy thôi các bạn ạ. Bởi vì đi vào chi tiết thì nó sẽ cùng có rất nhiều thứ khác, ví dụ như là cái phần mềm đổ cho con này như nào đúng không ạ? Rồi cái firmware, rồi hardware, đấy, nó có rất nhiều thứ liên quan đến hệ thống BMS. Tìm hiểu về hệ thống này thì nó rất là phức tạp, và nó nói chung là phải tìm hiểu rất là lâu thì sẽ nắm được từng con một. Thì nắm được từng con một thì các bạn sẽ quản lý được toàn bộ cái hệ thống đó. Đấy, thì sơ bộ là như vậy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.